Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, Mai Cô Trang Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn trong sách 30 chủ đề từ vựng với chủ đề số 23, chủ đề về các phép tắc giao tiếp trong xã hội. Và chúng ta sẽ đến với dạng bài tiếp theo của chúng ta, qua dạng bài phát âm, qua dạng bài trọng âm, qua dạng bài chọn ra đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với dạng bài đồng nghĩa và trái nghĩa. Các bạn thân mến, dạng bài về đồng nghĩa và trái nghĩa là dạng bài mà không thể thiếu trong các dạng bài thi của chúng ta, đặc biệt là thi vào 10, thi vào chuyên và thi trung học quốc gia. Thì câu sẽ có là với câu số 41 của chúng ta. Thì câu số 41 chúng ta sẽ có là cô ấy luôn làm sao khi mà điều bị giải quyết, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có từ điều bị giải quyết với những customer, những khách hàng rất là angry, tức giận và dissatisfied và không hài lòng. Thì cô ấy rất là khéo trong cái việc xử trí khi mà tiếp xúc với những khách hàng giận dữ hoặc là không vừa ý. Vậy thì cô sẽ suy ra được cái từ này của chúng ta. Đó là từ diplomat của chúng ta, nghĩa là khéo nói trong việc xử trí. Thì ý A của cô với từ sát nghĩa là phạm phất, huyền ảo, tế nhị. Vậy ý A không phải. Ý B của cô với từ outspoken nghĩa là thẳng thắn, không phải, đúng không ạ? Ý C của cô với từ tactful nghĩa là khéo léo, lịch sự. Vậy cô chọn ý C. Ý D của cô với từ trách nghĩa là nghiêm khắc, chặt chẽ. Sau câu 41 chuyển cô sang câu 42. I was impressed by her. She got a writing, entertaining and an articulate speech in the opening ceremony last night. Thế gì là tôi thực sự ấn tượng với cô ấy. Cô ấy đã có một cái bài phát biểu, đúng không ạ? Làm sao rất là dí dỏm này, đúng không ạ? Dí dỏm này, đúng không ạ? Rất là làm sao, rất là dí dỏm này, rất là dõng dạc này, đúng không ạ? Và làm sao nữa? Và rất là, cô này rất là thú vị này, đúng không ạ? Và rất là dõng dạc này. Ở trong cái buổi khai mạc, nhớ này. Nhớ đây là cụm nhá, đó, buổi khai mạc tối hôm qua. Chờ, cô sẽ có từ open ceremony. Chờ, cô sẽ có từ này chúng ta nghĩ là buổi khai mạc tối hôm qua. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ suy ra cái từ articulate của chúng ta nghĩa là rõ ràng, dõng dạc. Thì ý A của cô, nhờ cô sẽ có từ sau, toàn từ mới thôi. Cái chủ đề của cô toàn từ mới là từ mới, đúng không ạ? Thì cô sẽ có ý A của cô với từ eloquent, nghĩa là hùng biện, hùng hồn. Thì cô sẽ chọn ý A. Chờ ý B của cô với từ incoherent, nghĩa là không mạch lạc, rời rạc. Ý C của cô với từ emotional, nghĩa là cảm động. Ý D của chúng ta với từ inspiring, nghĩa là truyền cảm hứng. Vậy cô chọn được câu số 42 là ý A. Sau câu 42 chuyển cho cô sang câu số 43 của chúng ta. Với câu số 43 cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có từ communication. Với từ communication, từ này các bạn nào cũng biết rồi đúng không? Cô sẽ có từ nonverbal nghĩa là gì? Với từ nonverbal của chúng ta nghĩa là không bằng văn bản hoặc lời nói. Vậy là gì? Giao tiếp phi ngôn ngữ có thể giúp một người express, bày tỏ được emotion, cảm xúc của anh ấy theo một cách rất là rõ ràng và effective, hiệu quả. Vậy thì cô sẽ suy ra cái từ đấy của chúng ta nghĩa là gì? Ý là cô là không sử dụng spoken language, không sử dụng ngôn ngữ nói. Vậy thì cô chọn ý A luôn rồi, đúng không ạ? Ý B của cô là gì ạ? Sử dụng phối hợp tay mắt. Thì cô sẽ có từ coordination của chúng ta là phối hợp. Tiếp này ý C của chúng ta là sử dụng ngôn ngữ nói. Thế còn ý D của chúng ta là không sử dụng phối hợp tay mắt. Vậy ý 43 cô chọn được ý A. Sau câu số 43 chuyển cho cô sang câu 44 của chúng ta. Chờ, với câu số 44 cô sẽ có như sau. Các bạn nhớ cho cô là từ bây giờ thì cô Trang Anh sẽ tích cực quay video hỗ trợ các bạn học sách. Chờ, và thay cái chương trình livestream bằng cái chương trình quay video hỗ trợ học sách. Vì vậy mà những bạn nào có cuốn sách này của cô, nếu bạn có thể tham gia nhóm hỗ trợ học sách của cô nhé. Rồi cô sẽ có với câu 44 như sau. Ai, đúng không ạ, tôi đã cố gắng, đúng không ạ, cố gắng làm sao với hàng xóm mới nhà tôi bên ngoài căn hộ, nhưng mà anh ta dường như chả welcome, chào đón người lạ, đúng không ạ? Thế cô sẽ cấu trúc là same to do something, dường như làm gì. Thì với câu số 44 chúng ta sẽ có từ confabulate, nghĩa là gì? Nói chuyện phiếm với ai. Vậy tôi đã cố gắng nói chuyện với hàng xóm nhà tôi mà anh ta dường như chả thèm chào đón người lạ gì cả. Vậy thì cô sẽ có ý A của cô với từ, ý A của cô từ nghĩa là học hoặc làm cho nó, hoặc làm quen. Cho ý B của cô với từ là tán gẫu, vậy cô sẽ chọn ý B. Ý C của cô với từ greet là chào. Và ý D của cô với từ assimilate nghĩa là tiêu hóa, đồng hóa. Xong câu 44 chuyển cô sang câu 45. Các bạn nhớ cho cô là mục tiêu của cuốn sách
đúng không ạ? Là không phải là các bạn khi các bạn làm cái cuốn sách này bạn chỉ chăm chăm làm sao ra đáp án nhỉ, mà vấn đề là các bạn học được gì từ những cái câu đó, học được gì từ những đáp án đấy. Ví dụ trong cái cuốn sách này nó có phần ghi chi tiết đúng không ạ? Cái phần ghi chi tiết đấy thì bốn đáp án của cô nó gần như là cái phần hỗ trợ các bạn học từ rồi. Nhưng bạn xem cô này, ví dụ nhé, bạn sẽ thấy là có từ đầy đủ này đúng không ạ? Có từ này, có phiên âm này, có từ loại, có nghĩa, thì bạn sẽ phải học cả từ vựng ở các đáp án đấy đúng không ạ? Học cái cách dịch đúng không ạ? Học cái cách mà xử lý chúng ta ra được câu hỏi, học các cụm từ có trong cái câu ấy nữa nhá. Nếu các bạn biết tận dụng cuốn sách này và khai thác triệt để đó thì cô nghĩ là với cái khoảng kiến thức về từ khoảng 6.000 đến 7.000 từ là trong khả năng của các bạn có thể lĩnh hội được. Hơn thế nữa thì cái cuốn này lại theo cái chủ đề, là theo từng chủ đề một, vì từ vựng nó sẽ theo cụm, theo chùm, nó rất là dễ để cho các bạn sau này các bạn bước vào làm đọc hiểu. Và trong cuốn sách này cũng là một cuốn sách mà có cả đọc hiểu luôn này, đúng không ạ? Thì có cả đọc hiểu luôn, có cả phát âm, có cả trọng âm luôn. Vậy là cái cuốn sách này gọi là rất là gọi là mấy trong một luôn, 3-4 trong một luôn, đúng không ạ? Rồi cô sẽ có với câu số 45 của chúng ta. Thì cô sẽ có là Linda bị làm sao bởi đồng nghiệp, bởi vì cô ta đến từ cái quốc gia Đông Nam Á. Chờ, và cô ấy có âm khác so với những người cộng sự của cô ấy. Vậy thì cô sẽ suy ra cái từ ostracize của chúng ta nghĩa là khai trừ, tẩy chay. Ý là cô với từ patronize nghĩa là đỡ đầu, đối xử với kẻ, với thái độ như kẻ bề trên. Vậy ý là không phải. Chờ, ý bay của cô nghĩa là gì? Chúng ta sẽ có từ lại này của chúng ta nghĩa là đối xử như người, đối đãi như người nổi tiếng. Không phải, đúng không ạ? Ý C của cô với từ boycott nghĩa là tẩy chay. Vậy cô chọn ý C. Chờ, thế còn ý D của chúng ta thì sao? Ý D của cô với từ crucify nghĩa là đóng đinh, hành hạ. Xong câu 45 chuyển cô sang câu 46. Chờ, với câu số 46 chúng ta sẽ có câu này như sau. Cái cô này cô ấy đã thực sự, đúng không ạ, phản đối cái ý tưởng, đúng không ạ? Cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ oppose. Với cụm từ oppose nghĩa là phản đối, the idea, ý tưởng ngay từ đầu. Cô sẽ có một cụm nữa là cụm từ other start, ngay từ đầu. Nhưng mà chúng tôi đã cố gắng, chúng ta có cấu trúc manage to do something. Chúng tôi đã cố gắng làm sao cô ấy in the end, lúc cuối. Nếu nhá, other start lúc đầu thì cô sẽ có in the end là lúc cuối. Vậy cô sẽ có cái cụm như sau của chúng ta là cụm từ talk somebody around, thuyết phục ai đó. Thì cô sẽ có ý A, cô với từ convince somebody, thuyết phục ai đó. Vậy cô chọn ý A. Trở tiếp này cô sẽ có ý B của cô thì sao? Trở ý B của cô sẽ có từ đấy nghĩa là khuyên can. Cho ý C cô với từ encourage, khuyến khích. Với đây chúng ta với từ ngăn cản. Xong câu số 46 chuyện cô sang câu 47. Chờ câu 47 chúng ta sẽ có như sau. Chúng tôi, tất cả chúng ta đều biết rằng cô ta rất là well, rất là giàu có. Nhưng mà không cần thiết cho cô ta phải show off như thế đâu. Tất cả chúng ta đều biết cô ta rất là giàu có, nhưng không cần thiết cho cô ta phải khoe khoang của cải cho mình với tất cả mọi người như vậy đâu. Vậy thì với câu số 47 chúng ta sẽ có ý A cô với từ look out, nghĩa là giám sát, coi chừng. Ý B cô với từ boast about, nghĩa là với từ boast about, nghĩa là khoe khoang, khoác lác. Vậy cô chọn ý B. Ý C của cô thì sao? Ý C cô sẽ có từ shy away from, tránh, đúng không ạ? À, tránh vì thiếu tự tin. Vậy đây của cô với từ hide away, nghĩa là giấu giếm. Vậy thì với câu số 47 cô chọn được ý B. Sau 47 chuyển cô sang câu 48. My boyfriend, bạn trai của tôi đã làm sao đấy? Đã drop in, đã ghé vào nhà tôi và mua cho tôi rất nhiều đồ ăn nhanh để an ủi tôi khi tôi cảm thấy buồn. Thì cô sẽ có từ drop in nghĩa là tạt qua, ghé thăm. Chờ, ý A của cô với từ dine nghĩa là ăn tối. Ý B của cô với từ call upon nghĩa là yêu cầu, ra lệnh. Chờ, ý C của cô nghĩa là tránh, kiêng nhị. Vậy thì cô sẽ chọn được 48 của chúng ta là ý D với từ pop, ghé thăm, đến thăm một lát. Sau 48 chuyện của cô sẽ câu 49. Chờ, 49 chúng ta sẽ có là Steven đã mời cô ấy đi xem phim. Chờ, để mà có một cái cuộc hẹn lãng mạn vào buổi tối. Thì cô sẽ có cái cấu trúc, đó là cấu trúc ask somebody out, mời ai đó đi ăn. Thì cô sẽ có ý là cô với từ offer, biếu tặng ai. Ý B cô với từ invite, mời ai. Ý C cô với từ request, nghĩa là yêu cầu ai. Vậy đây là cô với từ recommend, nghĩa là giới thiệu, tiến cử ai. Vậy thì với câu số 49 cô chọn được đáp án là ý B. Sau 49 chuyển cô sang câu số 50. Unfortunately, thật là không may, lần này cô ấy đã, đúng không ạ, lần này cô ấy đã hẹn dịp khác và từ chối anh ta. Chợ, vì cô ấy phải ở nhà cram for. Chúng ta có rất là nhiều cụm trong này. Thì cô sẽ có từ take arrange của chúng ta là một cụm. Cụm từ take arrange nghĩa là khất lần khác, đúng không ạ? Thế cô sẽ có turn somebody down, từ chối ai. Chợ, vì cô ấy phải stay at home and cram for. Thì cô sẽ có từ cram for là học nhồi nhét cho bài kiểm tra ngày mai. Thì cô sẽ có từ chối là gì? Ý là cô với từ dismiss, nghĩa là với từ dismiss nghĩa là giải tán, nghĩa là sa thải.
Ý bây giờ cô với từ accept nghĩa là chấp nhận. Ý C của cô với từ decline là từ chối, khước từ. Và ý D của cô với từ disapprove nghĩa là phản đối. Vì cô chọn được 49 là câu số 50 của cô là ý C. Ok, từ câu số 51 trở đi, cô xin phép ngắt sang phần video tiếp theo nhé.